Đang chuyển cuốn bộ cuốn thư câu đối đi Biên Hòa. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2016. Và chúng tôi vừa chuyển hàng từ xưởng của đồ gỗ Đức Hiền ra bãi xe Nam Bắc. Và cái này được ghi chép rất cẩn thận đây. Vì hai cái câu đối rất mỏng nhưng mà vì là chen xốp vào cho nên là Amata Biên Hòa. Cũng không nặng đâu, nhiều xốp thôi. Đồng Nai chắc là để gần cuối cùng đúng không? Amata Đồng Nai Biên Hòa. Cái kho bãi đi Nam Bắc thì rất là rộng rãi và tất cả các khách hàng ở phía Nam, nhất là các bạn ven theo quốc lộ 1 thì yên tâm là chúng tôi đây dùng máy nâng đây để xúc lên và khi đến chỉ đến đúng địa điểm mới hạ xuống. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau.